push push. Chộp chộp chộp. Gọi điều báo công an nhanh. Không có điện thoại, không có điện thoại. Không có điện thoại tôi cũng không có. Gọi báo công an, ông là trộm nhanh. Mày bị điên hả? Có thằng ăn trộm mà tự gọi báo công an mày. Mày lại chủ nhà. Yến kêu đúng không? Quen Yến đúng không? Đúng rồi. Trời ơi làm hết hồn à. Ai xa. Ô xin thì nhận đại ô xin, nói cho nó nhanh đi. Nó ra kia ngồi ra kia. Xin vào đây làm giúp việc, ô xin mà thấy chủ về mà ngồi đấy hả? Đứng lên. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng mà tôi là chủ, ông là giúp việc. Mới làm ngày đầu đã muốn đuổi rồi. Rót nước đi. Lau nhà đi. Ô, những công việc là công việc của Oxin mà sao mặt hốt hoảng vậy? À thôi, ra đấm đấm lưng, đấm lưng. Nhanh lên. Làm này lâu chưa? Mới bỡ ngỡ là đúng rồi. Đó, cứ tự nhiên nhà đây thì cứ chịu khó. Lương ui cả. Sao xa kiểu vặn cổ thế? Thôi được rồi. Nói chuyện chơi. À giao lưu học hỏi hả? Ừ, ngày đầu đúng không? À. Thôi được rồi, thế thì nói chuyện cho nó thân thiết. Ngồi đi. Ngồi dưới đất, ngồi dưới đất. Rồi sao? Nói chuyện gì? Yến đâu? Chắc đi làm. Với Yến sao? Người yêu, yêu nhau. Nhà này mua cho Yến nè. Rồi mấy bữa thấy Yến cũng làm việc vất vả, thôi nói là kiếm người giúp việc đó. Bữa nay chắc liên hệ ông đúng không? À. Nó hả? Cái gì đấy? À xuống bếp nấu cơm hả? Cái đấy. Trời ơi. Trời ông ơi, trời ơi. Cái gì đấy? Ai trong tủ. Ủa? Bác gái. Hả? Đi đẻ con, trời ơi, sao bác lên đây mà bác không nói cho con biết là sao? Con đây. Trời ơi, lên thăm Yến mà sao bác lại không nói cho con biết? À, con là bạn của Yến hả? À, bạn nào? Con bạn trai Yến nè. Mấy bữa gọi video call cho bác rồi đấy. Sao khó thế đợt mà có tóc, đợt trước chọc lóc. Trước mà chọc thì bây giờ nó dài ra là bình thường mà. Dạ, bác ngồi đi. Ngồi đi. Bác lên đây lâu chưa? Bác mới lên con. Bác lên nói con kêu tài xế xuống. Ăn cơm. Ăn cơm. Ồ cơm để bác nấu rồi đi ra thằng. Việc mà sao lại ngồi ăn cơm là sao? Con xuống bếp ăn nhanh. Đâu? Cái gì bác? Ăn đi ăn đi. Hai. Một lần nữa tôi nhắc lại nha. Ông làm giúp việc. Ôi. Chị ăn cơm đi chị. Em xuống bếp ăn cám. Ủa là sao? Ủa? Không hiểu gì chưa vậy? Yến thuê về để làm đỡ công việc nhà ấy mà. Không phải đâu. Đó. Bác này. Bác này giúp bác, việc mà. Bác này là ba của Yến. Con xin dùng hai đầu gối cứng rắn của mình quỳ xuống, ngửa mặt lên xin lỗi bác ạ. Thôi được rồi. Thật sự con thôi. Không nghĩ bác là giúp. Con không tại nghĩ. Tại con không biết mà. Dạ chứ. Quỳ đó đi, quỳ sự. Đó. Ăn cơm. Ăn cơm. À, bác ơi, tại con. Người lớn ăn cơm bớt nói chuyện. Ăn có ngon đúng không? Đang ăn cơm nói chuyện ồn nhức đầu. Cho nó mà thôi mà tha thứ cho nó cho. Nè con ăn cái đùi con. Dạ thôi ạ, người lớn ăn không được phép ạ. Ăn cái đùi nghe. Nè, đùi tao mày ăn không? Đùi tao. Tao biết là mày chưa thấy mặt tao. Tại vì con Yến nó không nói chuyện với tao. Dạ. Từ ngày nó bỏ nhà ra đi là tao từ mặt nó. Ngày hôm nay bà nói tao là lên thăm nó vì nó bệnh nó nãy kia. Cái tướng tao cũng ngon mà sao mày cứ đưa tao vô ô xin hoài mày. Yến cao còn bác thấp quá. Nó cao là thật do xưa nó uống sữa dôi. Ông này thiệt. Mày đừng hỏi. Dạ thật sự là bác vào đột ngột quá. Với lại mặc bộ đồ bà ba này thì con cứ nghĩ như vậy thôi chứ thật sự. Ủa mày quy định bà ba là ở đợ hả mày? Không phải, ý là bác mặc đồ nó ấy đấy, con mới nghĩ như vậy thôi chứ thật sự là cái mặt bác nó sang lắm, không thể làm giúp việc được. Chắc mày sang à, chắc mặt mày sang à. Con là đại gia mạc. Nghe từ mạc là cũng vui lắm con.
Đại gia mà Mạc là chắc biết mày ăn gì rồi đó. Tại con họ Mạc. Mạc gì? Mạc á. Ủa cái gì mà mạc mà ba cái mạc là mệt lắm nha con. Cậu biết gì về quá khứ của nó? Ôi bác hỏi buồn cười. Tụi con yêu nhau mấy năm nay rồi mà tại sao không biết Yến được? Thậm chí là con biết Yến còn nhiều hơn bác á. Mày gan quá. À không, ý là con trai à không, con gái ta mà mày biết hết hả? Ý là con hiểu nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ. Đứng lên. Ngủ riêng. Đứng lên. Đứng lên kìa. Bây giờ tôi thông báo cho nó điều bí mật luôn. Thôi cái gì? Bí mật gì hả bác? Con Yến không phải như cậu nghĩ. Sao lại không phải như con nghĩ là sao ạ? Con gái tôi là con gái đúng không? Không hề. Ôi bác ơi, cái chuyện trinh tiết đấy quan trọng gì đâu bác. Thời buổi nào bây giờ mà còn quan trọng trinh tiết, yêu nhau và hiểu nhau. Chắc gì ngày xưa bác lấy bác gái đã còn trinh tiết. Cái gì đấy? Không phải. Con xin lỗi bác, nhưng mà... Thôi được rồi, tôi xin báo cậu thêm một bí mật. Nữa hả? Thôi, nó đã không biết rồi, ông. Nó không phải là người phụ nữ bình thường. Và hiện tại, nó không thể có con. Ồ, chuyện đó đâu có quan trọng đâu bác. Con là đại gia mà. Không có con sẽ cho con nước ngoài thụ tinh nhân tạo. Đúng rồi, thụ tinh nhân tạo được mà ông. Sau khi mày thụ tinh nhân tạo là mày phải để vào trong cơ thể người phụ nữ lại. Nhưng con tao nó không giống như bình thường. Nó không thế nào. Rồi sau đó ê. Khổ con gái tôi. Bà thấy chưa, bà sáng mắt chưa? Con sẽ kết hôn với Yến rồi nhờ người đẻ hộ bác ạ. Hai đứa yêu nhau, thương nhau, cùng chung một mái nhà hạnh phúc là được rồi. Con cái... Mày có hiểu tao nãy giờ tao nói gì không? Hiểu là hiểu thế nào? Được rồi, tao ngồi tao chờ nữa.